và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Trịnh Thăng Bình lên tiếng trước phát ngôn từ nay không chụp hình với Trấn Thành. Chia sẻ của Trịnh Thăng Bình về những tin đồn xoay quanh anh thời gian gần đây đang khiến dân tình xôn xao. Mới đây xuất hiện tại talk show Chuyện Showbiz Việt, Trịnh Thăng Bình gây chú ý khi bất ngờ lên tiếng về những tin đồn liên quan đến chuyện đời tư của mình trong suốt thời gian qua. Đáng chú ý nhất là tiết lộ của nam ca sĩ về mối quan hệ thật sự với MC Trấn Thành, cũng như tin đồn ăn chơi cặp kè vé hậu Kiều Loan. Cụ thể, khi được hỏi về lý do có phát ngôn từ bây giờ sẽ không chụp hình với Trấn Thành nữa, Trịnh Thăng Bình cho biết, tôi không nói từ nay sẽ không bao giờ chụp hình với Trấn Thành nữa, mà chỉ chia sẻ rằng dạo này tôi đã hạn chế chụp hình với Trấn Thành. Đến một lúc nào đó, mối quan hệ bạn bè sẽ tới giai đoạn mình chỉ muốn giữ cho riêng mình, không muốn chia sẻ quá nhiều với mọi người. Trong những buổi gặp gỡ, tôi và Trấn Thành thường ưu tiên cho việc sẽ chia sẻ tâm sự được gì với nhau nhiều hơn là cho nhau những bức ảnh để cho mọi người comment hay thả like. Trịnh Thăng Bình và Trấn Thành là đôi bạn thân thiết trong Vbiz. Trịnh Thăng Bình khẳng định nếu Trấn Thành có thành công hơn vẫn luôn ủng hộ vui cho bạn mình. Tôi không áp lực, sao bạn mình thành công quá, nổi tiếng quá còn mình lại chưa bằng bạn. Chơi với một người bạn mà thấy họ thành công hơn chính là động lực để mình biết phấn đấu và cố gắng nhiều hơn. Trấn Thành không thường xuyên đưa tôi những lời khuyên về sự nghiệp, bởi Trấn Thành cảm nhận đường đi nước bước của tôi vẫn đang ổn. Tuy nhiên lâu lâu Trấn Thành cũng đưa cho tôi những lời khuyên về những ca khúc của mình. Trịnh Thăng Bình không chạnh lòng nếu bạn mình thành công nổi tiếng hơn. Về tin đồn ăn chơi cặp kè nhiều cô gái, Trịnh Thăng Bình lên tiếng, tôi chọn lối sống lành mạnh, thích ngủ sớm, dậy sớm, thích tập thể dục. Tôi không thích rượu bia, hút thuốc lá hay những gì có hại cho sức khỏe. Khi rảnh, tôi chỉ ở nhà xem phim, chơi điện tử thôi. Việc tôi từng quen biết nhiều cô gái xinh đẹp hay có những buổi hẹn hò ăn uống với họ là có, nhưng đôi khi chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là đang độc thân thì sẽ tìm kiếm các mối quan hệ mới để tiến tới. Khi được hỏi về thực hư tin đồn đang hẹn hò Á hậu Kiều Loan, Trịnh Thăng Bình không ngần ngại cho hay, mối quan hệ giữa tôi và Kiều Loan chỉ là công việc. Tôi và Loan gặp nhau khi tôi làm huấn luyện viên chương trình Trời Sinh Một Cặp, còn bạn ấy làm thí sinh. Tất cả những gì chúng tôi có liên quan tới nhau đều nằm trong khuôn khổ cuộc thi đó. Từ khi cuộc thi kết thúc tới giờ, tôi vẫn chưa gặp được Kiều Loan. Kiều Loan chắc bận rộn, không nhắn tin hỏi thăm gì tôi, bởi vậy tôi khẳng định chuyện hẹn hò là không có. Trịnh Thăng Bình và Á hậu Kiều Loan vướng nghi vấn hẹn hò sau khi tham gia chương trình Trời Sinh Một Cặp.